Chào tất cả mọi người, quý anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay bữa giờ rồi, đáng lẽ bữa lên clip rồi, nhưng mà cái máy lạnh nó hơi yếu, phải làm thành ra phải vệ sinh máy lạnh rồi lại hết. Thì hôm nay em Thành xin giới thiệu đến tất cả quý anh chị, tất cả mọi người con siêu phẩm 551 turbo, động cơ 2 chấm mấy ta, động cơ con này thì cực kỳ là mới, động cơ 2.1 bốn mấy turbo cực kỳ luôn. Con này là rất là ít giờ chạy, odo rất là thấp nha. Thì hôm trước mình cũng có quay một cái clip ngắn khoảng mấy phút đó rồi đến tất cả mọi người rồi. Hôm nay mình quay chi tiết kỹ hơn để cho tất cả quý anh chị, tất cả mọi người xem rõ hơn và biết về cái dòng xe này. Thì con này thì tải trọng nó của nó là 2 tấn 2 thôi nha. Đó, cầu thì cầu thẳng, số cơ bên cơ, gãy cầu điện, sử dụng số. Con này thì rất là nhiều mình nói ở trên cái clip của mình, trên cái kênh vlog của mình thì mình nói rất là nhiều về cái dòng xe này. Hôm nay quay cho mọi người xem này. Ốc tán nó này cực kỳ là đẹp, nó còn gạch dấu luôn này. Đó. Hôm nay xài vỏ trước 4 vỏ cực kỳ là mới, 9.520 này, số của nó 9.520. Điện đang coi máy lạnh cả thứ. Ốc sau nè, vành mâm sau thì nó bị dính kiểu dạng như giống như là cái gì ta, dầu hắt á, nó dính nó đen như này. Vành mâm thì ốc tán rất là đẹp đó, rin này luôn. Vỏ sau là xài vỏ 14928 14928, vỏ cũng cực kỳ là mới luôn nha mọi người, gai rất là mới. Đó, vỏ này gai cao, đùi sau của nó là đùi thẳng, số ưu tiên. Nó cái đèn này bể uổng quá, cực kỳ là đẹp luôn, đẹp từ trong ra ngoài luôn. Dưới cái sàn tấp bì bên dưới này mới tinh luôn, ốc tán 7 màu vô trong. Rồi test thử dòng thôi anh ba, ập cái này xuống đây. Rồi, đó. Chạy con này chạy tốc độ là 40 km/h, máy móc là nguyên vinh. Có chỗ mùi nó bỏ lên nè, có bè nó tháo cầu đó nè, tháo cầu đó nè. Chạy lên phía trước ơi, kỳ lắm, quá là đẹp, siêu phẩm 528 giờ thôi nhưng mà rất là đẹp, hiếm gặp nè, lâu lâu mới gặp. Máy móc cực kỳ là êm, không có tí khói, còn tua rất là cao luôn mà. Con này chạy tốc độ tối đa của nó là 40 km/h. Đậu đó rồi, chạy ra nó dơ lắm. Ủa, gắn dây câu nào mét xe đó vô lại chưa? Thôi để mai đi gắn. Đó, thì mẹp đó thử. Tức bi đồ bên trong nè mọi người, kỳ là mới luôn, chính là để ngang á anh mà. Ngang cái nè, dặn ốc lại. Máy móc để da đồ của nó nguyên thủy luôn. Sướng. Giờ rồi. Nạp lên hả? Nạp lên hả?
sơn rin cực kỳ là đẹp. Mai mình đánh mấy cái này lại nó cho nó sáng xíu. Đây luôn, mình nhập vôi hình. Con này mà mỗi anh chị nào đang quan tâm thì cực kỳ luôn, khỏi chê. Máy nổ là thì thầm như xe hơi luôn. Xe lớn này mà kiếm những cái dòng mà cơ hết thì cực kỳ là hiếm luôn nha mọi người. Điện đèn còi của xịt rửa nó rớt hết mấy cái này rồi luôn. Ốc tán. Qua rồi. Máy móc này. Chưa có một dấu ở đây nữa. Sao chứ? Có đối trọng trước mà. Có bồ mà có cái khói không? Sao? Bán người mình rồi đó. Okay. Đèn trước sáng không? Hả? À. Ok. Đó. Thì con này là siêu vip rồi. Đó, lật tay lái nhẹ không? Lật tay lái. Hệ thống số cầu. Bên này nó còn cái đèn. Và bên này thì nó mất cái đèn rồi. Tiếc quá. Là nó mất cha cái đèn. Buồn hết sức. Buồn sâu quá rồi. Con này là nguyên rin, chưa sơn dặm tốt gì hết nha mọi người. Những chị nào mua muốn sơn dặm chỗ nào hay là muốn sơn như thế nào đó thì em sẽ sơn luôn cho quý anh chị nha. Chưa biết. Chạy qua kia hả? Đi đường nào đừng xình á. Chạy thử cho quý anh chị đó mọi người xem nha. Không rào, không hú không gì hết. Cực kỳ luôn. Xe cũng nhanh mà tới cũng nhanh luôn rồi. Đây em về bãi mới thì nằm cách ngã ba Tân Bửu khoảng tầm một cây số. Từ ngoài mà ngã ba Mỹ Yên đi vô thì khoảng 2 cây. Cái bô xịt dầu á. Xịt dầu á. Dỡ cái này lên cho quay cho tất cả mọi người xem mà. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Bên trong hệ thống số VTO thì có 3 số rồi ngồi. Đó. Đấy da. Trần topi với số trời. Mai mình làm cái lo nghe nhạc nữa là ok. Nhạc. Máy móc. Cực kỳ luôn. Cực kỳ là mới luôn rồi. Giờ mà kiếm con thứ hai thì nghe có vẻ là hơi khó. Chạy hết số rồi nó thử nhanh không? Ra đường trường á. Chạy sới thì tháo hai lưới cho nó mát. Mình là gắn bình mới, nhớt mới, lọc gió mới, lọc dầu mới, vệ sinh hết. Không bao giờ ít khi nào mà mình để mấy cái đồ nó mà nó cũ nha mọi người.
thích cái dòng này, có cái là chạy số cực kỳ là êm. Đây là cực kỳ là nhanh luôn. Tốc độ 40 mà nhanh lắm. Cái chạy hết số chưa, nếu mà mình lên là đạp hết số. Chỉ có chạy đi chơi thôi, chứ còn nếu mà chạy đi cày thì hơi ổn.